Tập thể dục thôi. Dạ, tập thể dục buổi sáng cho khỏe. Dang hai tay, mắt nhìn thẳng. Ủa, ba ơi, ba, nhìn cái cây kìa. Lo tập trung tập đi, đừng có nhìn lung tung nữa. Không phải, cái cây kiểng của ba, sao mà không còn lá nào nữa vậy? Ủa, sao lại như vậy? Tại sao mới một đêm mà sâu lại ăn hết lá như vậy? Con sâu đáng ghét, ta mà tìm được ngươi là ta sẽ mang ngươi cho cá ăn cho biết thân. Bắt được ngươi rồi nha. Hả, ba ơi, hai con sâu này ngộ quá vậy, y chang con cá luôn. Đâu, đâu, ba coi coi. Ôi da, gãy xương sống rồi. Ba thấy chưa, con sâu này y chang con cá luôn. Ai nói với ngươi ta là sâu chứ? Ngươi không phải là sâu, tại sao lại ăn lá cây, rồi còn sống trên cây nữa? Đó là sự thật đau lòng. Hai người biết không, ta là cá ở xứ sở thần tiên. À, sao nước của mình bị cạn hết như vậy? Đó, từ đó không còn nước nữa, ta phải sống trên cây và ăn lá cây đỡ đó. Ở đây vẫn còn nước, sao ngươi không sống mà sống trên cây? Nước ở đây thối quắc à, ta mà ở dưới đó cho da ta bị mẩn ngứa, nổi mụn hết làm sao, chưa kể là bị ung thư da luôn. Nhưng tại sao nguồn nước sạch ở xứ sở thần tiên lại cạn kiệt được chứ? Ta không biết, nhưng đó là nơi có nước sạch duy nhất chảy ra thế giới này. Nếu nơi đó mà cạn kiệt thì chắc chắn là điềm báo không lành rồi. Có khi nào là chúng ta ở cũng bị hạn hán không ạ? Ôi, hạn hán thật rồi. Sao lại như vậy hả ba? Loài người không ngừng chặt rừng, tàn phá thiên nhiên bằng khói bụi hóa chất thì hạn hán sẽ đến thôi. Vậy chúng ta làm gì để bảo vệ thiên nhiên đi ba? Mỗi chúng ta không đủ sức để làm điều lớn lao đó đâu con à. Nhưng mà nếu mỗi người chúng ta cùng làm những việc nhỏ thì sẽ làm góp phần cho thiên nhiên này tươi đẹp lại. Bằng cách nào hả ba? Chúng ta hãy giữ môi trường sống này trong lành, không xả rác, tiết kiệm điện và giữ cho nước sạch hơn. Cái này đúng làm được. Còn yêu động vật và bảo vệ chúng, các ngươi không làm mà? Tất nhiên là chúng tôi sẽ làm. Vậy thì hãy làm cho chúng tôi ở lại đây cùng các người đi. Đúng đó ba, nếu bạn cá này đi ra ngoài thì sẽ bị người ta bắt ra ăn thịt hoặc thả xuống dòng sông đen ngòm đó ba. Thôi được rồi, ngươi hãy ở lại với chúng ta. Các người cho ta ở lại à? Ừ, đúng rồi. Ra đi các em. Có nhà ở rồi. La la la. Lần này chắc tiêu hết cái vườn cây của ta. Chiếc bình đẹp quá vậy ba. Còn có cả hào quang chiếu chiếu nữa kìa. Đẹp quá trời quá đất luôn đó bác. Phải chi chiếc bình thu nhỏ lại như cái hai tay đeo chắc đẹp lắm ha. Hay là ba làm cho tụi con mỗi đứa một món đồ chơi chiếu chiếu gì đi ba. Làm không khó, nhưng mà đất để làm nên nó thì phải đi tìm con à. Ở đâu bác? Bác nói đi, ba đứa con sẽ đi tìm về. Ở xứ sở thần tiên, nơi đó có một vùng đất tỏa hào quang rất đẹp. Nếu như lấy đất đó thì sẽ làm nên mọi vật đều lấp lánh như vậy. Vậy tụi con sẽ đi lấy ngay. Nè. Chưa dặn dò gì hết mà tụi nó đã biến mất tiêu rồi. Thiệt tình à. Mình sẽ đem thật nhiều đất về để làm đồ chơi. Mình sẽ đem thiệt là nhiều đất về để làm trang sức. Đem thì vừa thôi, coi chừng tham quá là mất phải lòng nguyện thì tiêu luôn á. Thôi đem vừa thôi, xứ sở thần tiên này nguy hiểm lắm. Ui da, mới nói rồi mà. Đúng là xứ sở thần tiên có khác, đất cũng đẹp nữa. Lấy thiệt nhiều về thôi. Hay mình lấy về đúc tượng mình đi ha. Đúng đó, tượng đẹp của con bự đuổi chim hay nhất. Thôi mình lấy đất về thôi. Đúng rồi, lấy nhanh để trời tối á. Thôi to, bao nhiêu đó được rồi. Dạ thôi. Để mình nhặt thêm một tí nữa. Không.
không chở nổi đâu đó. Có sao đâu mà hai bạn lại la chứ, lấy nhiều một chút mình để dành. Vậy vậy thôi. Sao vậy nè? Đừng có chuyện gì nha Sam. Từ đây mà rớt xuống là tiêu đời luôn. Hình như là tao gặp chuyện rồi. Đã bảo lấy ít mà không nghe. Đau quá. Mình đau quá. Đã nói mà không nghe. Ai bảo mày tham lam quá vậy? Mình chỉ muốn. Nếu bạn không lấy nhiều thì đâu đến nỗi này chứ. Mình biết lỗi rồi. Giờ hai bạn giúp mình về đi. Làm bây giờ mình không có được miếng đất nào mang về hết. Người ta nói tham thì tham mà. Xuất phát. Mà vui không vui thế nào á, hai bạn cao còn mình thấp, chơi cái này không công bằng gì trơn á. Ai biểu bạn thấp làm chi, bạn cao là được rồi. Mình đâu muốn đâu, tại mình cao không có được chứ bộ. Trời, tại bạn ngủ nướng quá nên không cao thôi. Sao ngủ nướng lại không cao? Đúng rồi đó, con nít chỉ ngủ từ 8 đến 10 tiếng thôi, ngủ nhiều quá không cao được đâu. Vì sao lại không cao? Vì mỗi khi ta ngủ, có hai vị thần sẽ canh cho chúng ta. Nếu ngủ nướng quá, hai vị thần sẽ đánh cho chúng ta lùn luôn á. Xạo, làm gì có. Ừ, đúng vậy đó. Không tin á thì bụng bự ngủ hoài xem có cao được không. Nghe hai bạn nói mình mắc cười quá. Thôi không chơi nữa đâu, mình về ngủ đây. Lại ngủ nữa hả? Bụng bự, dậy đi con. Ngủ nướng quá vậy con? Con, ông có dậy đâu. Thiệt là hết nói nổi mà. Dậy đi con trai, dậy nào con trai. Con trai cưng. Mệt quá, kêu cả buổi mà nó cũng không chịu dậy. Múa thiếu đều muốn tắt thở mà nó cũng không chịu dậy nữa. Vậy phải làm sao? Ngủ gì mà ngủ quá trời quá đất. Giờ chỉ còn một cách thôi. Hình phạt cho kẻ ngủ nướng. Thả ta ra, thả ta ra. Gì vậy bụng bự? Mẹ ơi, hồi nãy có hai vị thần lấy đá đè người con lại. Mẹ ơi, có phải là hai vị thần đó đè nên con nhỏ xíu hoài không mẹ? Chỉ là nằm mơ thôi, không có chuyện gì đâu. Nhưng nếu ngủ nhiều quá, không vận động thì con sẽ không bao giờ lớn như các bạn đâu. Do đó, con chỉ nên ngủ đủ giờ thôi. Con đi ngủ đúng giờ và thức đúng giờ thì con sẽ cao thôi. Từ nay con sẽ dậy khi mẹ đánh thức để cùng tập thể dục cho cao nha mẹ. Đúng rồi đó con trai của mẹ. Thế giới này thật bất công. Bất công, thật bất công. Bất công, thật bất công. Bất công, thật bất công. Loài đốm luôn nói họ có nhà cửa, ở sạch sẽ. Còn loài chuột của chúng ta chỉ ở hang đất ăn dơ ở bẩn. Ăn dơ ở bẩn, ăn dơ ở bẩn. Thế nhưng ta đã tìm được những chứng cứ để chứng minh loài đốm cũng ở bẩn không kém. Do đó, các ngươi có nhiệm vụ làm theo mệnh lệnh của ta, để cho loài đốm bẻ mặt, không còn khinh khi. Không còn khinh khi, không còn khinh khi. Nhiệm vụ bắt đầu.
nãy mình quên ghé canteen uống nước, giờ khát nước quá à. Còn mình thì uống quá chừng luôn nè, nên bây giờ bụng căng lên luôn. Mình cũng vậy. Ấy chà chà, nhắc tới là mình cũng buồn tè quá à. Mình cũng vậy. Hay bạn tay to đi trước đi, tụi mình giải phóng nước cái đã. Ý, không được đâu, nơi đây không có nhà vệ sinh, đi như vậy là mất vệ sinh lắm đó. Có sao đâu, mình chỉ rửa một ít vài gốc cây thôi mà. Hai bạn nói chuyện không tới nhị chút nào á. Bạn muốn làm thì bạn làm đi, mình nhịn. Có một chút có sao đâu, mình làm gì ghê vậy không biết. Tưới cây còn tốt, chứ có gì đâu. Ngày chủ nhật thật là tuyệt. Ước gì một tuần có 7 ngày chủ nhật. Yeah. Một tháng có 30 ngày chủ nhật luôn đó. Yeah. 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 Giờ phản công đến rồi. Phản công, phản công. Đến trường thôi là đến trường thôi. À, cái gì vậy trời? Là đốm kìa. Đen xấu hổ quá mà. Sao như vậy trời? Ai biểu bạn không giữ vệ sinh nơi công cộng? Lần này thì cả thành phố biết luôn rồi. Nãy giờ ta to diễn xong lại lấy hộp bắp thôi à. Ủa, đang coi siêu nhân mà. Bắt máy chuyển kênh. Coi siêu nhân bạo lực quá chừng. Thôi nghỉ đi, coi ca nhạc cho thoải mái. Ca nhạc có mình bạn coi à. Tụi tôi đâu có thích coi ca nhạc đâu. Ờ, đến xuống đây. Ê, mấy bạn tránh ra coi. Che tivi như vậy làm sao mà mình bấm được hả? Còn lâu tụi này mới xơi ra. Xơi ra để bạn bấm vào kênh ca nhạc sớm xuống hả? Hay da. Xơi ra đi. Ai cho bạn bấm? Mình không biết gì hết. Mình về trước nha. Bye đớm. Bụng bự về để mình về chung với. Bye bye đớm nha. Mình cũng trốn nữa. À. Hả? Ba đứa tính chạy đi đâu? Kỳ là chết thiệt rồi. Mẹ nghe hết rồi. Giờ mấy đứa tính sao? Làm hư đồ rồi bỏ trốn tội à? Tội này giờ ba đứa tính sao đây? Đúng là thảm họa tới rồi. Cái tội dành tivi nè. Giờ chịu phạt thôi chứ biết sao giờ. Cả ba đứa tính sao? Nói. Con xin lỗi mẹ. Con sẽ không dám tái phạm nữa à. Đồng lòng lắm. Tha không đòn roi, nhưng cấm coi tivi hết năm nay. Mình hết được xem màn hình rồi.
vậy tao tao không ăn hả? Ngon lắm đó nha. Mình không thèm. Vậy thì mình với bồ bự ăn thôi. Ngon quá. Sao hai bạn lại vứt ra ở đây? Trời ơi, đây là công viên chứ bộ, đâu phải nhà của bạn đâu mà không được vứt rác. Như vậy là mất vệ sinh lắm, bạn có biết không? Thôi, mình đi chỗ khác chơi đi bụng bự. Ở đây á, bàn tay to sạch sẽ của mình sẽ la mình đó. Ừ, phải đó. Ê, ê, rảnh thì lượm bỏ vô sọt rác giùm tụi mình nha. Cái tên đớm này dám quăng rác vào nhà mình, đúng là tên đớm ở dơ, làm bẩn chỗ ở của mình rồi. Ủa? Sao ai lại đem rác của mình lại đây vậy ta? Ê, ê, bắt quả tay ngươi rồi nha. Dám đem rác lại cửa nhà ta quăng hả? Ngươi quăng chỗ ta trước thì có. Là ngươi. Là ngươi. Là ngươi. Bây giờ hai bị cáo nói nghe coi. Bụng bự coi đó. Bị cáo không được gọi ta là bụng bự, phải gọi ta là chủ tòa. Dạ chủ tòa. Bị cáo bắt quả tang cái con chuột nhắt kia đem bịch rác để ngay cửa nhà bị cáo. Bị cáo la nó mà nó còn đánh bị cáo như vậy nè. Dạ không phải, cái thằng đốm kia nó đem bịch rác lên chỗ của bị cáo ạ. Em chỉ đem để lại nhà nó thôi, vậy mà nó đánh em như vậy nè. Anh chủ tờ bụng bự dễ thương. Có phải thấy không bị cáo đốm? Thì rác là thứ dơ bẩn, tại sao lại để trước cửa nhà của người khác? Người chết rồi đốm ạ. Chuột nhắt cũng có tội. Hả? Tội gì chứ anh chủ tờ? Nếu thấy rác dơ bẩn thì phải dọn đi cho sạch, cớ sao lại mang lại nhà người ta rồi còn đánh nhau với người ta? Cái gì kỳ vậy? Tờ gì tầm bậy quá vậy hả? Sao? Sao mà thấy mũi khó chịu quá, nhức đầu quá vậy nè? Mình cũng vậy, khó chịu quá à. Ôi sao đau đầu quá vậy nè? Cả ba bạn hay quá, ở bẩn, vứt rác bừa bãi, hết phải là bệnh rồi chứ sao nữa. Có như thế á, mấy bạn mới biết hậu quả của việc vứt rác bừa bãi ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Nóng quá. Nóng quá nóng. Nóng chảy cả mỡ luôn. Làm như vậy tốn sức mà còn nóng hơn nữa. Trời nóng quá nên não bị nhũ rồi hả bụng bự? Chắc là nóng quá nên não bị tan luôn rồi. Phải chi được ở chỗ nào lạnh lạnh. Cái tủ lạnh là của mình, bạn đừng có mơ. Tủ lạnh nhà mình là của mình, bạn đừng có mơ. Mát quá. Chui ra đây. Tủ lạnh là của mình mà. Tủ lạnh hư luôn rồi. Tại bạn hết đó đốm. Tủ lạnh hư rồi. Giờ này nóng cả lũ luôn. Tại bạn. Thật ra thì còn cái quạt lạnh nữa. Tránh ra. Bạn phải tránh ra thì có. Cái quạt lạnh này lâu rồi chưa xài nên. Cái này là của mình. Thôi chết rồi, bị chập điện luôn rồi. Mùa hè nó nóng rồi còn lại mất điện nữa. Kiểu này thằng này quay thiệt luôn. Thấy chưa, tại mấy bạn mà cúp điện luôn rồi nè. Kiểu gì cũng bị ăn đòn chứ coi. Tại đốm chứ bộ. Đốm không dành thì đâu có hư đâu. Cái gì? Bạn làm như bạn không có dành á. Mà thôi, giờ phải lo sửa điện trước khi mình biết đi. Điện giật hay sao
mẹ mình đánh vậy? Mẹ không đánh thì còn ai? Hai đứa con thật là quá mà. Phá hư tủ lạnh, hư luôn quạt lạnh, bây giờ còn lôi cả điện ra sửa nữa. Dạ, tại con làm chập điện, sao mẹ la? Con có biết là điện rất nguy hiểm hay không? Giật sẽ chết người đó. Hai đứa sẽ thành heo quay cho bà coi. Ý ơi, con chắc bị chạy mỡ xèo xèo. Nên nhớ không được động vào điện nghe chưa? Nếu cần gì thì phải báo người lớn, nếu không thì điện giật tụi con chết nhanh răng đó. Lần này một roi cảnh cáo thôi đó. Dạ con biết lỗi rồi. Trên cành cây chim hót, rồi em đi dưới vườn xuân. Ba bạn thân lấp lo, rồi em tung tăng sân nhà. Ồ, hôm nay con trai của ba có gì mà vui vậy? Dạ, hôm nay con có hẹn với mấy bạn đi tham quan lễ hội hoa. Ba mẹ chúc đốm đi chơi vui vẻ, nhưng nhớ đừng có nghịch phá, kẻo làm hư hoa của người ta. Dạ, con biết rồi, chào ba mẹ, con đi đây. Ê, còn bên này nữa nè. Lễ hội hoa năm nay đẹp quá ha. Ồ, mình thấy có nhiều hoa hơn năm trước á. Đồ ăn cho khách tham quan cũng được bán nhiều hơn. Mình thích nhất là hoa đồng tiền. Các bạn thích hoa gì? Mình thích hoa vạn thọ. Tết nào mẹ mình cũng mua nhiều ơi là nhiều. Còn mình thích nhất là hoa hồng. Nhà mình có trồng nhiều lắm á. Bông hoa đồng tiền đẹp quá à. Đâu, đâu, chỉ mình xem với. Wow, màu sắc thật là đặc biệt, thích quá à. Mình muốn hái bông hoa đồng tiền này về nhà, hai bạn giúp mình hái nó nha. Ờ, nhưng mà người ta để biển, cấm hái hoa kìa. Nhưng mà chỉ một bông thôi, chắc không có sao đâu. Không được đâu, như vậy là vi phạm quy định đó, hái hoa sẽ bị phạt. Nhưng chỉ một bông thôi, mình thích lắm. Các bạn không giúp mình không chịu về đâu. Đốm, làm sao bây giờ? Thôi được rồi, mình sẽ hái giúp bạn, nhưng chỉ một bông thôi đó. Yeah, mình cảm ơn bạn nhiều nha. Bác bắt quả tang đang hái hoa rồi nha. Các cháu không nhìn thấy chiếc bảng cấm hái hoa hay sao? Dạ, con thấy, nhưng con chỉ định hái một bông thôi. Các cháu phải biết tuân thủ quy định chứ. Bác sẽ báo cáo việc này với ba mẹ các cháu. Cháu không có hái, cháu không liên quan, bác đừng mét ba mẹ cháu. Nhưng cháu đã giúp bạn làm việc sai, cháu cũng có lỗi. Dạ, con là người hái hoa, con xin chịu tội hết. Bác đừng có mét ba mẹ bạn ấy nha. Đúng, chỉ giúp hai cháu một bông hoa thôi là lỗi tại cháu. Bác tha cho đúng đi bác. Thôi được rồi, bác thấy các cháu đều đã biết lỗi, như vậy là tốt, lần này bác bỏ qua. Cháu cảm ơn bác nhiều. Dạ, lần sau cháu sẽ không hái hoa dù chỉ một bông. Các bạn nhớ nha, không được hái hoa ở những nơi đã được quy định. Ô
Hôm nay là trận đấu quyết định. Ai thắng, người đó sẽ là thủ lĩnh của hai người còn lại. Với tài năng người ngoài hành tinh của mình, mình sẽ trở thành thủ lĩnh của các bạn cho coi. Hôm nay mình sẽ chứng minh cho hai bạn biết con gái đá banh như thế nào. Thôi, không nói nhiều nữa, bắt đầu đi. Mình sẽ trở thành thủ lĩnh của các bạn. Hãy xem nào. Hả? Trốn rồi. Cái này tệ bạn, mình không biết đâu nha. Mình phải làm sao đây? Không thấy ai hết. Thôi kệ. Trời ơi, sao hôm nay đèn đường tối thui vậy nè? Mẹ ơi, mẹ làm sao vậy mẹ? Mẹ của con bị tông vào cột điện. Sao lại như vậy? Có bọn nhóc nào đá banh làm dở bóng đèn đường, cho nên mẹ con chạy trong trời tối mới như vậy. Anh nói cảnh sát điều tra cho em bọn nhóc đó là ai. Tại sao lại phá vách như vậy? Bắt nhốt hết cho em đi. Con làm sao vậy hả đốm? Ba ơi, mẹ ơi, chính con đã đá bể bóng đèn, lỗi tại con. Mẹ đừng bảo cảnh sát bắt con nha mẹ, con sợ lắm. Tại sao lại như vậy hả con? Tại sao con lại đá banh nơi nguy hiểm như vậy? Dạ, vì con muốn trở thành thủ lĩnh. Thủ lĩnh cái gì? Ngoài việc là mẹ đã bị thương vì con chứ. Thằng đốm đâu rồi? Có chuyện gì vậy hả anh Bao Vàng? Tụi trẻ bây giờ nó đá banh làm sao mà bể cái bóng đèn làm tôi tông vô cục điện. Bây giờ con mắt tôi như vậy nè. Anh chị còn cười, cảnh sát đang truy tìm tụi nhỏ kia kìa. Cứu con ơi mẹ ơi. Con đã thấy sự tai hại mình gây ra chưa? Con biết lỗi rồi. Con hứa sẽ không tái phạm nữa. Quậy quá không chịu nổi mà.